Em tôi bước trước, tôi bước chuột, xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Dương. Chào cả nhà. Thì hôm nay cũng có sự góp mặt của anh Phương và anh Tiên. Có qua đây chơi. Anh em cũng đi bắt cá được mớ cá lau kiến. Anh em mình nướng mớ cá lau kiến với kèm thêm mớ mồi ở nhà có sẵn cả nhà ơi. Làm lương xương với mấy anh cái lâu quá rồi không có làm lương xương với mấy anh. Để cho nó săn lại đi. Dịch khè. Chuyển hướng dịch khè. Dịch khè để gãy chim hừ khè đó. Sớm giờ sợ đi về trễ cả nhà. Làm không kịp anh Phương có mua con vịt chim qua. Để giờ chị Bừ chỉ làm trước sẵn là để sợ tối là không kịp đó cả nhà. Giờ con đó vô đưa con có cái kia vô dừa luôn đó anh. Chèn vô cái nữa đi cho nó rồi nguyên mẻ luôn. Con nào chín thì mình gắp ra. Mẻ một rồi con nào 2 4 6 8 10 11 con. Vậy. Quá trời nắng vậy. Thì đây em cũng xin nói với cả nhà ơi. Dạo này thì anh em cũng công việc cũng sắp sửa đem tới cũng nhiều. Thì cái kênh bên Tú bắt chuột á thì đăng buổi chiều đó. Em cũng hạn chế đăng ít ít tại cả nhà. Tập trung bên Tú bắt trước. Và lúc nào thời gian rảnh thì anh em sẽ làm đăng lên cả nhà ơi. Cả nhà có thương anh em cả nhà nhớ vô đăng ký ủng hộ cho anh em cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Dạ, nói như là cái kênh này giờ như là khi anh em hội tụ lại mới có dịp mới đăng lên được cả nhà mới có clip quay. Chứ giờ anh em mà lu bu công chuyện hết anh Tú với anh Phương rồi với anh Hùng đồ này kia cũng chuẩn bị mà mướn đất bằng trồng khoai đồ thêm cả nhà ơi. Mướn rồi hết rồi mấy ông anh mướn rồi hết rồi. Tính bữa là chả ăn lúa là bắt đầu là công tác xuống khoai. Rồi chỉ còn chờ người ta gieo đất thôi. Tiền bóng thì dần cộng hết rồi. Coi mình ấy cũng tranh thủ rồi dọn chén cái nữa xong rồi anh mời ơi. Chào anh Tiên nha. Chào cả nhà. Tiên rất là nhiệt tình cả nhà ơi. Bữa nay không dám tin tưởng anh Tiên không dám đưa ếch cho ảnh gian muối. Không có ăn à. Nó chơi rồi. Gì chứ thì anh em cũng để cho mấy đứa nhỏ nhỏ này ăn được đây. Ăn hoài vậy. Bác thì cũng làm ít, làm buổi chiều nay làm lương xương thì có anh Phương qua, anh Tiên qua cũng làm lương xương thì ít thì cũng chia cho anh em người ít con ăn thế này. Chuyện anh Phước đó nữa anh Phương ơi. Mới ớt chanh à? Ai? Được. Làm mới ớt chanh chấm này à? Đúng rồi. Chuyện anh Phước đó nữa anh Phương ơi. Nó chà ha, đợi có mồi cái chuyện nữa. Dữ lắm mồi anh Phước ơi. Quá mồi rồi anh Thanh, anh Tiến ơi. Anh Hùng ơi. Mà anh Hùng không ăn cá lau kiến. Anh Hùng ăn vịt chim không à. Anh ớt nè. Anh Hùng không ăn cá lau kiến hả? Ừ. Anh Hai, chị Hai ơi. Vậy tranh thủ vậy cũng muốn chiều rồi cả nhà ơi. Mằng một đống cá, mằng xong luôn. Chào Cường nha. Chào cả nhà. Cường mới ra cả nhà ơi. Cường giờ nào ai chạy. Chào ba, chào ba nuôi cái coi. Chào ba nuôi cái. Chào ba. Thì anh Tiên cũng đâm ướt cả nhà ơi. Đâm ướt, tướng ngồi đâm ướt thấy ướt gan không? Anh ở dưới nó chuyển tiền rồi, anh báo cho em hay anh đừng nhận được tiền rồi. Đây cũng gần chín rồi cả nhà ơi. Tú anh đi tắm rồi. Anh Mừ lại ăn hỗ trợ tiếp rồi chị Mừ rồi. Cái gọi là Cường Đen nè. Cường Đen mặc đồ đen đó hả? Đồ đen luôn. Gọi là Cường Đen nè, nó da đen chó trên đen dài xuống. Muối muối ớt chanh hả vậy? Muối ớt chanh. Chanh chúng chấm vô đống bà luôn hả? Khô người con ớt này đúng đời cả nhà ơi. Từ đâu nó dài. Ngọt thứ nào chưa nói. Chín chưa? Hai em vào bếp rồi. Nướng kỹ kỹ rồi mày. Úp lại không? Úp ngày lại không? Mới đặt lên á. Dạ. Hoa thơm. Hết biết cá ngon, con này con nửa ký người ta. Cả tầm nửa ký rồi.
nửa kg lên. Nửa kg lên. Nặng lắm. Anh Tiến ơi. Dữ lắm mình Tiến ơi. Con này mà nướng kiểu này nữa thôi có nước. Để ra dĩa gì ăn gì nói ăn. Dai dữ lắm dai. Cảm ơn dành cái ha. Nhớt nát. Ăn mà nhất rất ăn chi ha. Đầu chuyến này ăn lại coi. Chuyến hổm rồi sau ăn bữa làm chi. Nhất hơi ha. Ừ. Cái này ăn cái là hết nhất luôn rồi. Chưa lặt qua bờ bên đây cái nữa đi. Thế nào? Em tìm đích tới đâu rồi. Phải à. Hai em. Lên xe. Có lần nghi ngút từ ngút. Rồi. Được rồi, tiếng quạt đó. Một buổi nó bay. Mấy anh đây coi nướng này đi nha. Em đi lại đắng em quay cái cháu dịch đằng đắng chị Mự với anh Mự đang làm cả nhà ơi. Đi vô nhà anh Mự cả nhà. Nhà anh Mự rất là gọn gẽ nha, mà rộng nữa. Làm sao rồi? Chín chưa chị Mự ơi? Vịt chín rồi, quá ngon rồi anh ơi, quá thơm. Đây. Con vịt này nó hơi gọn gọn cả nhà. Vịt mái vừa ăn. Chặt những miếng gọn gọn vậy nè, đang thìa cho nó có thịt nhiều cả nhà. Bây giờ họ mình chặt nhỏ vào mình xào lại cái nữa. Thứ nào chịu nổi thứ này. Chị Mười thì làm rất là khéo. Làm đồ nhậu ha. Ừ. Ủa hầm cá mình hầm vậy đủ ăn đủ mồi ăn không anh Mười? Rất mừng đồ cá đồ liền xuống ngoài đó. Đồ cá liền đó. Sớm đóng đóng cái ống ha. Chạy gần gần. Cá được rồi anh em kéo về đây gửi hầm anh Mười nè. Nếu có bắt ăn thì dễ cả nha. Ở chổng thì cũng còn ở chổng nữa. Anh Mười rất là mát nha, ở sau cũng có những cây cà na đồ này nè. Ủa cái này mần có chi ba hả? Đây cũng có mần hai con ếch như cá lóc chi cá chơi gửi cho chị ba cả nhà ơi. Chị ba bên bển hổm gài không có ít qua đây chơi, bữa nay anh Phương qua đây sẵn đây có dịp mình gửi cho chị ba cá đồng ăn. Còn món gì nữa anh Mự? Gì vậy? Nước chấm đậu nành là nước tương á hả? Ờ. Cái gì vậy? Chiên hồn vịt. À. Món này đặc biệt nha. Cái này là gì? Nó ăn cơm cái gì vậy? Khui cái coi. Khui đây. Khui. Ồ, cá chê kho cả nhà ơi. Kho chứ gì. Kho lòng đất mới chịu rồi nha. Nhà anh mời cũng ngâm rượu rồi từ lưa hết cả nhà ơi. Rượu với gì vậy? Rượu chanh, rượu chút gì nhóc hết. Thôi giờ là anh mời chứ chị mời coi làm món này nha, hôm đi rồi đắng rồi dọn chén trong bát thì họ nó bưng lại luôn nha. Chưa mình đem lại. Chị hai món này đem lên mời. Ok. Chị cứ đi dọn chén đi. Rồi. Thôi mình đi về đắng cả nhà. Sao rồi mấy anh ơi? Anh thì dịch á với đang chặt miếng nhỏ nhỏ ra. Ừ, quất hai dĩa đi, hai dĩa đi. Lên được dĩa rồi cả nhà, còn đây nè. Chín chần đó. Để nóng nóng ra làm mềm mới được. Nóng nóng mới ngon. Chuẩn bị mời đại gia đình thân yêu cùng thưởng thức với anh em nha. Bơ, cá lóc kiến nướng rồi nè. Thấy không? Ủa có đọt từ đâu nữa, đọt từ đâu nhóc cho bánh lên tay. Nè, bé bò đó, bé nè. Đó thì mình ăn kèm với muối ớt chanh của anh Tiên mới đông nha. Đây thì món vịt đã tới rồi cả nhà ơi. Đó. Xong. Vô cả nhà ơi. Vô cái đi, mời đại gia đình thân yêu vô cái đi. Vô. 2, 3, vô. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời cả nhà.
quá ngon cả nhà, thơm quá thơm à. Ủa đồ đậu phộng đâu rồi anh Mự? Còn món kia chưa chín hả? Món kia của anh kìa. Vừa đang hấp rồi á, vừa hấp rồi tôi không có nước. Chờ anh đói bụng đẩy cá lau kiến kìa. Rồi hai dĩa. Rồi đấy đi anh Mực, đấy họ có gì hâm lại. Cả nhà miếng cá lau kiến nha. Cá lau kiến. Lắm. Dài nè. Cấp cúng miếng do bác hai với ba anh cơ. À, vịt đó. Hết đây. Đó. Quá ngon cả nhà. Đó. Đó, một ly mỡ với nó giờ nó không có rồi. Cả nhà vịt thêm ngay này, cần cổ vịt thêm. Quá ngon cả nhà. Bây giờ cho mấy đứa dời cái món ba con cá này nha. Ngay ngồi chỗ này. Rồi. Hiểu không? Cũng được. Hiểu không? Đó, anh bắt cái ghế xích Phương à anh Mừng. Em đi để cho mấy nhỏ đi. À, giờ gửi này cho mấy đứa nhỏ ăn nè chị Mừng. Chị Mừng, Tú lại đẳng đi. Một lần nữa em xin mời đại gia đình thân yêu cùng thưởng thức bữa tiệc chiều của anh em nha. Thôi con ếch thì quá ngon cả nhà. Cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn con ếch nướng nha. Mời đại gia đình thân yêu luôn đó. Ba lần rồi đó. Đây thì dịch kìa. Hết bia rồi, cho con lượng con bia kìa. Hết bia rồi thôi đi. Chiều tại vì cũng trễ rồi cả nhà, làm nhiều món quá sao không kịp. Giờ lương xương nhiêu đó thôi. Còn cá lóc dưa cái sạch cá rô huy nhóc hết mặn để chia cho anh em ngượng miếng mới về ăn như anh Tiên nè. Vô khui đi, khui đi. 1 2 3 vô. Mời cả nhà nghe anh chơi nguyên chay gì đó gì nó mà thật không hả? Thật cá thôi không lấy rèo vậy hả? Vậy là không mấy mình chuyển hướng rượu cho anh ba đi. Để anh uống cái đó anh uống không được à. Khè cái trại ha. Khè hoài. Gì em? Còn trên đồng gì hay gì cơ? Rau sống hả? Còn rau sống hả? Dễ bắt nè hả? Con rau hả? Buông nhỏ hả? Nhỏ nên ngay rồi nha. Thu tăng cường thêm rau đồ ăn kèm cả nhà ơi. Qua trời ngon rồi. Làm gì không có làm ăn ngon quá. Không có làm gì mới đồng gì để đói chứ vậy. Mới gì đói chứ vậy. Nè vô coi. Ngon ăn hoài không uống. Nè kêu lư bắt cá bắt kiên mò ha bắt hay. Quá trời cay rồi. Con nào cũng nói vị không á. Vô. Cay vị nó mới ngon. Cay vị nó ngon. Cho mấy đứa nhỏ. Nè nè Tư. Nắp. Lưu lột ăn đi. Ngon lắm. Mấy đứa nhỏ mình ơi cá gì sao nè. Có chị Mừng rồi chị ấy. Thôi tăng cường thêm cái món gì nữa nè. Cái nó ngang nữa thì chim luôn mà tại. Giờ em lột cho mấy đứa nè. Thử rồi. Em làm đây cái món này món hột vịt chưng nữa nè cả nhà ơi. Để dân giữa nè. Mời cả nhà nha. Hột vịt chưng. Hột vịt chưng mắm. Cả nhà nhìn thấy cũng biết rồi. Trời ơi. Vịt chưng. Có cái muỗng mắm rồi nè. Có cá mắm. Có cá mắm. Có. Anh Mời anh Mời. Cái nào cơm đâu anh Mời. Vô. Thịt cơm nè, cơm củi. Cái này thịt nè. Trong dồn dồn lại hồi mồi quá trời mồi á. Thích lại đây nè anh Phương dễ ăn. Em có thử miếng thôi. Từ từ để nguội để thôi lấy muỗng múc cái gắp anh chịu à. Rồi kẹp vô cộng dâm luôn. Cảm ơn. Trời ơi kỳ trời. Không ngờ trời ơi quên dễ tiêu rồi. Đúng rồi. Tiêu đâu? Tiêu mình đâu đây nè. Kẹp vào có bị không? Giải tiêu vô cái thơm mà cái này tiêu mà chín. Ngon không? Món nó ngon dữ không anh Mừng? Đấy là lưỡi miết à. Kỳ luôn. Mời món này. Hồi xích vô anh Tiên làm gì vậy? Chiếc chất này mới chơi chân ngã ngang rồi. Rồi có đâu. Chắc đây chứ. Anh Tiên dắt này đẹp trai dữ rồi trời. Hả? Thôi mời cả nhà nha. Ủa ly có cần đâu? Gọt vô. Cái gì đâu mà sao không đưa cho cường chứ ngã. Hết bia. Rồi ông hết bia em gu hả ông? Quá hết. Ông chơi em gu không? Tôi này thấy đẹp chứ ha.
đừng lo nữa, gà biết cái món này rồi. Bữa qua người ta ăn ba cái ớt, bây giờ có một tiên nằm vô đây ăn nó vừa gan luôn đó. Vô nè, vô nè. Một lần nữa không xin mời đại gia đình thân yêu nha, sao úp ngược lại. 1 2 3 vô. Thôi thì clip này em cũng quay hơi ngắn thôi cả nhà ơi. Thì em cũng với anh em nhóm cũng gắng cố gắng, nếu mà có thời gian nào rảnh rỗi anh em sẽ gắng đi cố gắng đi săn bắt nấu nướng để cho cả nhà xem nhiều hơn nghe cả nhà. Tại thời điểm lúc hiện tại bây giờ thì công việc nó quá nhiều rồi, tụi em không có thời gian được, cả nhà thông cảm tụi em nha. Cả nhà có thương anh em thì cả nhà cứ theo dõi đăng ký kênh và chia sẻ kênh ủng hộ anh em cả nhà ơi, để anh em có động lực với tinh thần để đi làm những cái clip hay hơn nữa. Em xin chúc cả nhà có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên người thân ngoài gia đình nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye, bye, bye cả nhà. Bye bye, cả nhà. Bye bye, cả nhà.